nhà vệ sinh, cứ phạm 9 lỗi phong thủy này, bảo sao nghèo bền vững, tiền bạc đội nón ra đi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, nhà vệ sinh thường là nơi ít được nhiều người dành thời gian quan tâm trong việc thiết kế, bố trí và trang trí nhà ở. Bởi hầu hết mọi người nghĩ rằng không gian này ít ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng quan của toàn bộ ngôi nhà. Mặc dù nhà vệ sinh nhỏ nhưng nó lại chiếm một phần quan trọng không thể thiếu đối với bất cứ căn nhà nào. Nếu gia chủ thiết kế nội thất không gian này không tinh tế, khéo léo, hợp lý, chắc chắn sẽ phá hỏng toàn bộ kiến trúc của ngôi nhà, cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tính phong thủy. Nhà vệ sinh được xem là nơi có hung khí rất mạnh, do đó phải bố trí ở những địa điểm xấu nhất của ngôi nhà. Không chỉ dùng điều đó để chống lại vận khí xấu, nó còn tránh để hung khí nhiễm sang những thiết kế khác. Tuy nhiên, đặt ở đâu, đặt ra sao là thắc mắc của rất nhiều người. Chính vì không biết đặt ở vị trí nào cho nên rất nhiều người phạm phải lỗi phong thủy khi thiết kế nhà vệ sinh. Vậy đó là những lỗi phong thủy gì? Không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sai lầm thứ nhất, nhà vệ sinh đối diện với cửa chính. Cửa nhà vệ sinh cùng hướng với cửa chính là điều kiêng kỵ đầu tiên mà bạn cần phải tránh nếu không muốn gia đạo bất hòa, sức khỏe suy giảm, tiền tài hư hao, dễ bị kẻ tiểu nhân ám toán. Cửa chính là nơi đón nhận dương khí vào nhà, trong khi đó nhà vệ sinh lại được xem là khởi nguồn của âm khí và bệnh tật. Khi thiết kế cửa nhà vệ sinh nhìn ra cửa chính thì dương khí sẽ đi thẳng vào nhà vệ sinh, tạo nên sự đối kháng âm dương, khiến gia chủ rơi vào thế hung hiểm. Sai lầm thứ hai, nhà vệ sinh đặt đối diện với phòng ngủ. Nhà vệ sinh đối diện với phòng ngủ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của chủ nhân, thậm chí còn khiến sự màn nồng trong đời sống chăn gối của các cặp vợ chồng bị giảm sút. Không những thế, khi cửa phòng ngủ và cửa nhà vệ sinh đối diện nhau sẽ gây mất thẩm mỹ, mùi hôi từ WC sẽ làm phiền khứu giác, khiến chúng ta không có được giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chưa kể đến sự xâm nhập của vi khuẩn đe dọa sức khỏe con người. Sai lầm thứ ba, cấm kỵ nhà vệ sinh đối diện với phòng bếp. Nếu bếp đặt đối diện cửa nhà vệ sinh, sự hôi hám và luồng khí âm từ nhà vệ sinh có thể tác động và lây lan tới thức ăn, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của những thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, phòng vệ sinh mang biểu tượng của thủy, phòng bếp lại mang tính hỏa. Nếu đặt hai phòng này đối diện với nhau sẽ tạo nên sự xung khắc, đối lập, gây hao tài, tốn của, giảm sức khỏe cho người trong nhà. Xét về mặt khoa học, khu vực bếp và khu vực vệ sinh mang tính đối nghịch nhau. Phòng bếp là nơi cung cấp thức ăn, cần đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Trong khi đó, phòng vệ sinh lại là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất trong ngôi nhà, môi trường ẩm thấp sẽ nuôi mầm bệnh. Nếu để phòng bếp gần, đối diện hay sát nhà vệ sinh cũng gây ra những tác hại lớn cho sức khỏe và đời sống của mọi người. Sai lầm thứ tư, nhà vệ sinh ngay trung tâm của ngôi nhà. Khu vực trung tâm của ngôi nhà được ví như lá phổi cung cấp sinh khí cho toàn bộ căn nhà cũng như gia chủ. Nếu bố trí phòng vệ sinh ở đây sẽ sinh ra nhiều uế khí, nặng âm khí, từ đó sẽ tác động một cách tiêu cực tới đời sống và sức khỏe. Thậm chí khiến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình luôn căng thẳng, dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. Sai lầm thứ năm, nhà vệ sinh đặt ở Đông Nam và Tây Nam. Như các bạn đã biết, trong một căn nhà, góc Đông Nam là cung tài lộc, góc Tây Nam là cung tình duyên và hôn nhân, góc Bắc là cung sự nghiệp. Như vậy, mỗi lần chúng ta tắm hay giặt, sử dụng nước bồn cầu là mỗi lần sinh khí bị cuốn trôi nếu nhà vệ sinh tọa ở góc đó. Đó cũng có nghĩa là những may mắn, tiền bạc, tình yêu, hạnh phúc gia đình và cả sự nghiệp sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước. Theo phái Bát Trạch thì nên đặt nhà vệ sinh ở Tây Bắc hoặc Đông, ngôi nhà thì bình an. Sai lầm thứ 6, đặt nhà vệ sinh ở Bắc và Đông Bắc.
Theo phong thủy, hung tướng của nhà vệ sinh rất mạnh, đặc biệt khi bố trí nhà vệ sinh ở hướng Đông Bắc, Hậu, Quỷ Môn hay phía Bắc ngôi nhà. Nhà vệ sinh không nên đặt ở hai phương Bắc và Đông Bắc. Nếu đặt tại hướng này, thường khiến nam, nữ chủ nhân mắc bệnh động mạch sơ cứng, gan cứng, mật kết sỏi, đi lịm, đau dạ dày, đại tiện bí, ăn bị trúng độc, khí huyết không lưu thông, với người già thì sức khỏe càng không tốt. Sai lầm thứ 7, nhà vệ sinh đối diện với cầu thang. Trong số các ý tưởng thiết kế của nhà vệ sinh theo phong thủy thì đây là ý tưởng tồi tệ cần phải tránh. Bởi vì cầu thang là con đường di chuyển chính để đưa dương khí đến các tầng, các phòng còn lại trong ngôi nhà. Việc thiết kế nhà vệ sinh đối diện cầu thang sẽ tạo cơ hội cho xú uế và âm khí từ toilet nhanh chóng bủa vây mọi ngóc ngách, khiến chủ nhà luôn gặp vận đen trong công việc, cuộc sống. Sai lầm thứ 8, đặt nhà vệ sinh chung với nhà tắm và bồn rửa mặt. Đây là vấn đề thường thấy trong các kiến trúc hiện đại, nhất là nhà ở các thành phố lớn. Tốt nhất nên tách biệt nhà vệ sinh với những phần khác của căn nhà bằng cách chia cứng, như xây tường, dùng vách ngăn hoặc sử dụng các loại cửa lùa, rèm tre. Trong trường hợp không thể ngăn cứng, hãy sử dụng mẹo phong thủy. Nên đặt những bức bình phong, cây xanh để ngăn tầm nhìn từ ngoài vào trong nhà vệ sinh. Sai lầm thứ 9, không đặt nhà vệ sinh nằm trên phòng ngủ, phòng khách và phòng thờ. Với những căn nhà nhiều tầng, tuyệt đối không được đặt nhà vệ sinh tầng trên thẳng với phòng ngủ, phòng khách tầng dưới. Đặt một kiến trúc có hung khí lớn như vậy ngay trên đầu ở khu vực mọi người thường xuyên sinh hoạt là đại kỵ, có thể gây ra những vận khí cực kỳ xấu. Cách xây dựng này cũng khiến phòng ngủ, phòng khách đối diện với nguy cơ bị ô nhiễm bởi các ống nước rất dễ bị rò rỉ hay vỡ. Đối với phòng thờ cũng vậy, phòng thờ vốn là một nơi thiêng liêng có ý nghĩa tâm linh quan trọng, tuyệt đối không được đặt nhà vệ sinh ở bên trên. Quý vị thân mến, trên đây là những sai lầm cấm kỵ khi thiết kế và bày trí nhà vệ sinh cần tuyệt đối tránh để không gây nguy hại đến sức khỏe và hao tài, tán lộc của gia đình. Bên cạnh đó thì bạn cũng nên nhớ hướng đặt và các nguyên tắc bày trí nhà vệ sinh thuận phong thủy mà kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ ngay sau đây để nâng cao vượng khí và thu hút tài lộc dồi dào cho gia đình. Hướng nhà vệ sinh theo ngũ hành. Tùy vào từng hướng khác nhau mà sẽ có phương vị tốt hay xấu khi đặt nhà vệ sinh theo phong thủy. Bạn cần xác định được chính xác các hướng cùng với phương vị tốt để đặt nhà tắm, nhà vệ sinh sao cho hợp phong thủy nhất. Sau đây là bản cung mệnh hướng nhà vệ sinh dành cho 12 tuổi, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Mùi, Dậu, Tuất và Hợi. Mỗi người, mỗi tuổi đều có những phong mệnh khác nhau. Kim, Mộc, Thủy, Thổ, Hỏa. Thứ nhất, hướng Đông. Phương vị tốt nhất ở hướng Đông là mệnh Ất, Giáp, Mão. Nếu nhà vệ sinh hướng này thì nên tránh phương vị Mão ra. Thứ hai, hướng Đông Nam. Hướng này gần giống với hướng Đông, chỉ cần bạn đặt bồn tắm tránh được như hướng trên là được. Bởi đây là hai hướng tốt nhất, những hướng này trong ngũ hành thuộc Mộc đối với Thủy và Hỏa đều rất thích hợp. Thứ ba, hướng Tây. Hướng Tây được xem là hướng ngũ khí, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Vì thế, bạn có thể đặt phòng tắm ở phương vị nào của hướng này đều tốt. Khi mở phòng tắm ở hướng này thì bạn cần tránh phương vị Dậu sẽ tốt hơn. Thứ tư, hướng Tây Bắc. Trong phong thủy, khi bạn đặt nhà tắm ở hướng Tây Bắc thì cần chú ý tránh hướng Càn bởi hướng này không hợp với hỏa khí và thủy khí. Do đó, bạn không được để bình nóng lạnh ở hướng này. Thứ năm, hướng Nam. Hướng Nam là hướng hỏa khí nên sẽ không thích hợp để bố trí nhà tắm. Nếu bố trí sẽ gây nguy hại đến sức khỏe của bạn. Thứ sáu, hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam là hướng nội quỷ môn nên tuyệt đối không được đặt phòng tắm ở hướng này bởi nó sẽ ảnh hưởng xấu đến nữ chủ nhân, có thể khiến bạn bị sa sút về tiền bạc, của cải, bị tai nạn. Thứ bảy, hướng Bắc. Hướng Bắc có 3 phương vị là tuổi Tý, Nhâm, Quý. Trong đó có 2 phương vị là cát hơn cả, đó là Nhâm và Quý. Nếu đặt nhà tắm ở hướng Bắc thì bạn cần chú ý phải thiết kế hệ thống thông khí. Thứ 8, hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc là hướng quỷ môn do 3 phương vị tuổi Dần, Sửu, Cấn hợp thành. Do đó, bất kỳ phương vị nào trong hướng này đều không phải là hướng đẹp để đặt nhà tắm. Nếu bạn vẫn muốn bố trí nhà tắm ở hướng này thì nên tại phương vị Dần bởi ảnh hưởng của Dần ít nhất. Nguyên tắc bài trí nhà vệ sinh, phòng tắm.
Thứ nhất, thiết kế hệ thống thông gió và ánh sáng. Phòng vệ sinh là nơi có nước, ẩm thấp và nặng mùi nhất nên cần thông thoáng. Lý tưởng nhất là có thể bố trí cửa sổ thông thoáng và lấy ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, trong điều kiện nhà phố như hiện nay, nhiều khi có mặt thoáng là khá hiếm. Cách tốt nhất là sử dụng một chiếc quạt thông gió. Hãy chú ý thiết kế ống dẫn quạt thông gió nhà vệ sinh loại nhỏ ra bên ngoài của ngôi nhà. Hệ thống ánh sáng đóng vai trò quan trọng ở bất kỳ không gian nào. Vì vậy, bạn cần xác định được nhu cầu sử dụng ánh sáng phù hợp nhất giúp cho không gian phòng tắm, nhà vệ sinh siêu nhỏ thực sự thư giãn. Thứ hai, thiết kế lối vào và cửa nhà vệ sinh, phòng tắm nhỏ xinh. Thông thường, mọi người sẽ không thiết kế phòng tắm nhiều cửa bởi không gian nhà tắm, nhà vệ sinh đã rất nhỏ. Tuy nhiên, trang trí thiết kế nhà vệ sinh nhỏ và nhà tắm hai cửa sẽ là giải pháp giúp ngăn cách khu bồn rửa mặt và khu vệ sinh một cách tiện dụng nhất. Cửa phòng tắm, nhà vệ sinh nên sử dụng cửa treo bởi nó sẽ tận dụng được tối đa không gian sàn hoặc cửa trượt cũng là một giải pháp tốt cho không gian nhỏ. Chú ý kích thước cửa nhà vệ sinh nhỏ có chiều cao khoảng 1m9 đến 2m, sẽ có chiều cao khoảng 1m9 đến 2m1-2m3 và chiều rộng 0.68-0.82, 1.02m. Thứ ba, lựa chọn màu sắc cửa nhà vệ sinh, nhà tắm. Với kích thước nhà vệ sinh nhỏ, bạn nên chú ý đến màu sắc căn phòng giúp gia tăng diện tích không gian một cách ấn tượng. Việc sử dụng một gam màu sắc nhẹ nhàng, trang nhã sẽ giúp cho đầu óc và tinh thần người sử dụng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nếu sử dụng gam màu sáng sẽ tạo nên ảo giác, mẫu thiết kế toilet nhỏ đẹp trở nên rộng rãi hơn. Tránh sử dụng những gam màu trầm quá tối sẽ khiến không gian nhà vệ sinh nhỏ của bạn càng trở nên hạn hẹp và tăm tối hơn. Thứ tư, lưu ý khi thiết kế sàn nhà vệ sinh. Bạn cần ghi nhớ rằng nền của nhà vệ sinh được thiết kế có độ dốc, đảm bảo thoát nước tốt. Khi lát sàn, lưu ý nên chọn loại vật liệu chống trơn trượt, dễ làm vệ sinh. Bạn cũng có thể dùng tấm thảm cao su hoặc chống trơn trượt để trải trong phòng vệ sinh. Có điều, loại thảm này rất hay giữ bụi bẩn nên cần vệ sinh cho sạch sẽ. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.